Xin kính chào các bạn. Mời các bạn thưởng lãm một cách ghép lan kèn trên gỗ lũa. Một khúc lũa rất ngúc ngoắc, nhỏ nhắn nhưng ngúc ngoắc, hình thù kỳ dị, và được ông giáo cường ghép như thế này. Tại sao tôi lại quay clip này để mời các bạn thưởng lãm? Bởi giò kèn nhà tôi đang gục ngã rồi thưa các bạn. Một giò kèn mà tôi phô với các bạn mùa hoa vừa rồi, nó trổ bông quá tuyệt vời. Và khi tôi đang nghĩ rằng vùng đồng bằng rất khó thuần dưỡng kèn, thì hôm nay bắt gặp ở vườn nhà ông giáo cường một giò kèn như thế này. Chủ vườn cho biết đã 4 năm rồi, nó vẫn cho hoa bình thường. Những gốc lan trơ vơ, dễ buông rủ khá tự nhiên. Đã 4 năm và mùa nào cũng sai hoa. Còn của tôi, một giò kèn khá lớn, thì tôi không hiểu là có trụ được qua năm thứ hai hay không. Mặc dù năm thứ nhất hoa rất rực rỡ. Rất khô các bạn theo dõi. Trơ vơ, chẳng bám vào đâu cả. Mời các bạn quan sát phía bên kia của giò lan. Phía bên kia của giò lan ạ. Phía này hơi ngược sáng, mong các bạn thông cảm. Nhưng chúng tôi cũng muốn phô với các bạn vẻ đẹp của lũa. Đây ạ. Chẳng biết nó là cái hình thù gì nữa. Nhỏ nhắn nhưng ngúc ngoắc. Rêu phong cũng rất ít ạ. Và những gốc kèn. Chỉ trơ vơ như thế này thôi ạ. Nhưng 4 năm qua mùa nào, theo chủ vườn cho biết, nó cũng dâm cho đời những mùa hoa rất rực rỡ sắc màu. Thưa các bạn, qua một clip ngắn, phong lan kèn gấp ghép trên gỗ lũa ở vùng đồng bằng. Hy vọng những bạn yêu lan kèn ở vùng đồng bằng có thể rút ra được một điều gì đó. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc các bạn luôn mạnh khỏe. Những người yêu lan, đặc biệt là lan kèn, sẽ sưu tầm được những giò lan mình ưng ý. Xin thân ái kính chào.